Ok, hello anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Và mình là Vet YouTube đây anh em ạ. Thì clip ngày hôm nay thì mình sẽ thử là review card của một bạn nha anh em ơi. Về gì ta? Về VIP card đó luôn cho anh em luôn nha. Đây thì nói chung thì mình mua lại card của một bạn fan nha anh em ơi. Đó, một bạn fan hoặc là gì ta, mình cũng không biết fan hay là gì nữa. Thì bạn đó có gửi một card cho mình và kêu là mình có thu ạc không anh em ạ. Đó, và đã bán lại cho mình rồi. Đây, mình sẽ cho anh em coi đoạn cái đoạn mình chat với bạn đó luôn nha anh em. Đó, như anh em có thể thấy thì ở trên thì mình đang nhắn Zalo với bạn đó nha anh em. Thì bạn đó chốt vé là 70k nha anh em ơi. Và con ạc đó là con ạc mình nhìn trong hình thì mình thấy ạc có vô ru hay sao đó anh em ạ. Thì mình sẽ vô và review ạc luôn. Đó, và sẵn là giúp luôn cho anh em con ạc đó luôn nha. Tại vì mình mua lại và để làm clip thôi đó. Mục đích là làm clip giúp cho anh em thôi chứ mình có đầy anh em ạ. Ok, giờ đây là ạc chính của mình anh em ạ. Thì giờ thì mình sẽ vô cái ạc đó gì nhầm miết ta. Giờ thì mình sẽ vào cái ạc đó luôn nha anh em. Không phải là vôn nha, vôn thì nó cầu vôn thì nó không được hay lắm nha anh em. Ok, giờ thì mình sẽ vô ạc đó luôn và để review cho anh em xem luôn. Ok anh em, thì cuối cùng thì mình đã đăng nhập vào cái ạc này rồi nha anh em ơi. Giờ thì mình sẽ review cho anh em xem luôn. Đó, cái con ạc 70k nha anh em. Đó, mình sẽ review cho anh em xem luôn. Ơ gì đây, bị lắc anh em ạ. Đây thì mình sẽ review con ạc 70k cho anh em xem luôn. Hiện tại thì nó đang ở Sea 2 luôn nha anh em. Đó, ở Sea 2 luôn. Thì mình có vào kiểm tra rồi nha anh em. Nói chung thì cũng có vào kiểm tra rồi. Kiểm tra trước khi mua đó anh em ạ. Đó, ok. Giờ thì mình sẽ review công đoạn ạc nha anh em ơi. Thì review là mình sẽ review cái gì ta? Cái đồ của Roblox trước nha anh em. Nói chung thì đồ Roblox thì nó cũng bình thường thôi. Thì cái nhân vật, nói chung nhân vật thì đồ free hết nha anh em. Đó, đồ free nha. Ok, giờ thì mình sẽ review tới cái God Woman nha anh em. Dạng này đang hiện tại là đang để là God Woman và trái Mochi với cơ Yoru nha anh em. Đó, thì God Woman thì nói chung thì 600 mastery rồi. Cấp tối đa luôn. Ok, trái Mochi thì mastery thì 451 thôi. Chiêu thức thì mình cũng chưa biết nữa anh em ạ. Ok, để coi để mình bật Haki cái. Haki thì Haki 7 màu nha anh em. Haki 7 màu. Test thử cái. Rồi ok, full mắt. Full thức tỉnh rồi nha anh em. Full thức tỉnh rồi. Ok, full thức tỉnh rồi. Còn Yoru thì cũng full chiêu nha. 439 mastery. Ok, phần ở ngoài thì nói chung cũng khá là ổn nha anh em. Còn tiền thì anh em có thể nhìn thì anh em bất lực luôn. Chưa được 1 triệu luôn anh em, chưa được 1 triệu tiền và chưa được 1.000 ép luôn anh em ạ. Nói chung thì 70k như vậy thì cũng được rồi nha anh em. Ok, giờ vô vật phẩm, cái vật phẩm là nó mới nói lên tất cả nha anh em. Ok, có xong trong đây nguyên rũa. Đinh bê gai. Lưỡi hái bóng tối. Ok, bê sinh tô. Wow, có gậy lôi nữa anh em ạ. Gậy lôi dạng 2 luôn anh em ơi. Ok, Yamaha. Yeah, kiếm Rengoku nữa, ok. Wow, có áo trong bóng tối nữa anh em ạ. Đó, chung thì áo trong bóng tối thì dành cho những anh em nào mà thích phi thôi nha anh em ơi. Đó, chung là thích phi thôi. Riêng mình thì nó đâu có được gì đâu. Nói chung nó chỉ tăng được xíu năng lượng với xíu gì đó thôi anh em ạ. Nói chung mang cho nó ngầu ngầu xíu thôi. Ok, cũng khá là cái này là cũng khá là hiếm rồi nha anh em. Nên phải đánh đầu đen nữa các kiểu nữa. Ok, kính thiệt nghe. Ok, mấy đồ sau thì khỏi nói cũng được nha anh em. Mấy đồ sau thì mình không biết kiểm tra. Ok, nguyên liệu với mấy cái đây thì cũng được nha. Ok, kho trái quỷ nữa anh em ạ. Ok, trái quỷ thì có 4 trái nhưng mà 4 trái của bắp anh em ạ.
Nói chung thì mình nhìn sơ qua thì mình thấy 70k thì cũng ngon lắm em ạ. 70k mà sở hữu một con ạc như thế này thì cũng được. Mochi thì mình cho 2 tuôn cấp tỉnh luôn. Ok, giờ thì nếu video này mà đạt mốc mà thì tầm 1.000 view thôi đó. Nếu video này đạt 1.000 view thì mình sẽ gift cho anh em con ạc này luôn nha. Đó, mình sẽ gift trên like hoặc là mình ghi ở dưới bình luận cũng được nha anh em ơi. Ok.